cả đời phiêu bạc, đến già vẫn là phiêu bạc. Tôi hiểu rất rõ về chính mình, cho nên những điều tôi nói, tôi biết bao nhiêu đều nói ra hết. Vì sao vậy? Sợ sau này không có cơ hội. Đặc biệt là người 80 tuổi trở lên, các vị phải hiểu là lúc nào cũng có thể ra đi. Đối với thế gian này, không có một mảy may lưu luyến. Đi lúc nào cũng được. Tôi tuyệt đối không nói tôi vẫn muốn sống bao nhiêu năm, không có sự việc này. Tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, nếu các bạn là người biết nghe, thì mỗi buổi giảng tôi đều giảng viên mãn kinh Hoa Nghiêm. Vì sao vậy? Nói hết lòng hết dạ để lợi ích cho đại chúng. Người biết nghe đúng là có thể làm tăng thượng duyên để họ khai ngộ. Người không biết nghe thì trồng thiện căn. Cho nên điều quan trọng nhất, như các đồng học, người thành công trong thế xuất thế gian không có gì khác là nhận ra cơ duyên, nắm bắt lấy cơ duyên thì thành tựu thôi. Sau khi đánh mất cơ duyên rồi thì lần tới gặp lại cũng không dễ dàng, không biết đến đời nào kiếp nào nữa. May mà trong nước đúng là có đại thiện tri thức, có người nhận biết cơ duyên, có người nắm được cơ duyên. Chúng tôi tin là người như vậy ở nước ta càng ngày càng nhiều, cho nên đất nước có tiền đồ, có hy vọng rồi. Rõ ràng nhất là chúng tôi ở Sơn Đông nhìn thấy. Chúng tôi ở Thanh Trì, Lô Giang. Ở những nơi này, lãnh đạo cũng vô cùng hiếm có. Đạo tràng này phải nương vào mọi người, các chị hộ trì phải quan tâm nhiều hơn. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Người lãnh đạo quan tâm chăm sóc bạn, chính bạn không nghiêm túc nỗ lực mà tu học không như pháp, bạn không thể trách người khác. Câu hỏi tiếp theo, đệ tử mỗi ngày sớm tối đọc đệ tử quy và niệm Phật. Mỗi ngày nghe giảng tòa nhân sanh hạnh phúc 2 giờ đồng hồ, niệm Phật 6 giờ đồng hồ, nhưng cảm thấy công phu không đắc lực, một chút nắm chắc về giảng sanh cũng không có. Tu hành như vậy có thể được không? Có thể nhanh chóng giảng sanh không? Nếu như bạn muốn nhanh chóng giảng sanh thì Hoàng Trung Phương là một tấm gương rất tốt. Là như thế nào? Bế quan, buông xuống vạn duyên, bạn cũng tìm một thiện tri thức chân thật làm đại hộ pháp hộ trì bạn bế quan, chăm sóc thật tốt cho bạn trong 3 năm đầu. Bạn ở trong quan phòng phải xác thực là làm được. Một câu Phật hiệu, một bộ kinh Di Đà vọng niệm nào cũng không có. Một tấm lòng chính là cầu sanh thế giới Cực Lạc, chính là thân cận A Di Đà Phật.
Vậy thì không khác gì so với nhiều người giảng sanh xưa nay. Hoàng Trung Sương niệm được 2 năm 10 tháng, vẫn còn 2 tháng nữa mới tròn 3 năm. Anh đã gặp được A-di-đà Phật rồi. Biết trước ngày giờ, không bị bệnh mà đi. Điều này đã nói rõ, người xưa dùng phương pháp này có hiệu quả, hiện nay như pháp mà làm thì vẫn có hiệu quả. Nếu hành thuận chúng sanh thì không cần gấp gáp như vậy, hết thảy tùy duyên. Vậy thì trước tiên bạn hãy cắm cho tốt ba cây gốc, đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp. Sau đó ở trên một bộ kinh mà một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, muốn cầu sanh tịnh độ, hoặc là bạn học giảng kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là bạn học giảng kinh A Di Đà, một đời giảng một thứ thôi thì tâm được định rồi, định sanh huệ. Đâu có lý nào mà không giảng sanh chứ. Cứ cho là tuổi thọ của bạn hết rồi thì cũng sẽ kéo dài. Vì kéo dài này không phải là chính mình cầu. Vì sao lại kéo dài? Kéo dài chính là bạn có duyên với chúng sanh ở nơi này. Hy vọng bạn trụ thêm mấy năm nữa, mang thêm một số người giảng sanh. Kéo dài là ý nghĩa này. Không phải là cầu sống lâu. Cầu sống lâu đó thật ra là thọ tội thêm, chịu khổ thêm. Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Sớm giảng sanh, sớm hưởng phước, thế giới Tây Phương Cực Lạc không có những thứ khổ sở như vậy. Cho nên không nên cầu sống lâu. Cầu sống lâu là sai rồi. Đó là tự nhiên, đó chính là cảm ứng. Chúng sanh có duyên thì còn có thể mang theo một số ra đi. Câu hỏi tiếp theo, niệm Phật đường ở nơi đệ tử ở. Khi mới bắt đầu, có 200 người tinh tấn niệm Phật. Thế nhưng vì nhiều nguyên nhân mà hiện nay chỉ có 10 người niệm Phật. Chúng con mong được là Pháp Sư chỉ đạo để noi gương Diễn Công Đại Sư thành tựu nhân duyên thù thắng, niệm Phật giảng sanh. Thành